Hello anh em, mình là Cú Tí Đi Phai đây anh em. Hôm nay sẽ không phải là clip solo squad anh em à. Và anh em xem tiêu đề anh em cũng biết là hôm nay sẽ làm clip về độ nhảy nha anh em. Ở mấy video solo squad trước hay là so sánh súng thì mình bắn vô đầu khá là nhiều, nên anh em hỏi về độ nhảy của mình với lại setting bộ này kia khá là nhiều, nên hôm nay mình sẽ trả lời luôn nha anh em. Và clip hôm nay nhiều thấy có DPI luôn nha anh em à. Nhiều anh em không biết DPI đó là tốc độ của màn hình nha anh em. Cũng mình sẽ nói rõ trong video này luôn anh em à. Ok, vào video thôi anh em. Ok, và một vấn đề chính đầu tiên đó là khi anh em muốn kéo tâm full đỏ giống video mình đang làm nè anh em à. Trước thì mình làm bề móc lớn khá là nhiều, video này mình lắng sang tự tử chiến nha anh em. Anh em xem video hồ sơ của mình làm tử chiến anh em à. Mình mới chỉ có móc lớn đây thôi anh em. Nhưng mà mình làm bề móc lớn cũng không có anh em xem nhiều, nên mình làm bề tử chiến tiếp nha anh em. Ok, và cũng khá là nhiều anh em hỏi sao mình bắn full đỏ được giống vậy nè anh em à. Ok, mình sẽ nói cho anh em luôn nghe anh em. Đó chính là cần 3 bước anh em à. Đó đây là nút bắn và độ nhạy và DPI nha anh em. Ok, và vấn đề chính đó anh em à. Đầu tiên đó là nút bắn nha anh em. Có nút bắn của Android và nút bắn của iPhone anh em à, là iOS đó anh em. Ok, mà về Android đầu tiên nha anh em. Android thì anh em chỉ cần một nút bắn khá là nhỏ anh em à. Đó là cái nút bắn tầm từ 25 đến 30 là ổn cho nút bắn Android nha anh em. Nhiều anh em bảo nút bắn đó là nhỏ anh em à, nhưng mà mình thấy không có nhỏ đâu anh em. Tại vì cái độ tốc độ con chỏ chuột ở trên Android khá là chậm anh em. Cái tốc độ màn hình đó anh em vuốt chạm nó chậm hơn iPhone nhiều anh em à. Nên anh em nút bắn anh em để tầm 25 đến 30 là thấy là ổn nha anh em. Ok, và iPhone nha anh em. iPhone thì cái độ mượn màn hình với lại cái độ mà anh em kéo màn hình thì nó khá là nhẹ hơn Android khá là nhiều, nên anh em nút bắn anh em để tập 35 đến 40 là ok nha anh em. Nút bắn to hơn Android anh em à. Khi mà anh em mới chuyển sang nút bắn 25 đến 30 của Android thì anh em bắn không có mượt với lại kéo chữa khá là nhiều, nhưng mà anh em cứ tập chơi dần dần đi thì nó sẽ mượt mà và kéo vô đầu khá là nhiều anh em à. Ok, và nói về vấn đề độ nhạy nha anh em. Vấn đề độ nhạy cũng vậy đó anh em à. Tại cái tốc độ của màn hình của Android nó chậm hơn iPhone khá là nhiều, nên anh em nên để cái độ nhạy của Android để cao cao một tí nha anh em. Anh em cũng không để chính xác. Nếu mà anh em muốn độ nhạy chính xác của mình á thì anh em xem trong video này nha anh em. Mình sẽ để vô một góc nha anh em. Cũng nhiều anh em mình để đầu video thì anh em xem tua anh em, chứ cần xem độ nhạy anh em vô game anh em chơi luôn anh em sẽ không xem video nữa anh em à. Nên mình sẽ để một phần ở trong video này nha anh em, mình để lộn xộn trong video, anh em xem từ từ anh em sẽ thấy cái độ nhảy của mình anh em à. Ok, và cái độ nhảy của Android thì anh em để cao cao một tí nha anh em. Anh em kéo tâm nó kiểm giác nó không khuất đầu quá anh em à. Anh em để tầm chung chung tầm 9 mấy đến 90 đến tầm 95 là ổn anh em à. Mấy cái red dot size bọn mình này kia thì mình có để độ nhảy của mình trong video này đó, anh em xem mà tham khảo làm theo nha anh em. Ok, và cái độ nhảy của iPhone cũng vậy anh em, mà độ nhảy của iPhone thì anh em để tầm trung thôi anh em. Anh em để tầm trung giữa 60 đến 65 các nút kia thì cũng gọi là ổn anh em à. Mình có sau có độ nhảy iPhone của mình ở trong video này đó, anh em xem và anh em làm theo cũng được nha anh em. Ok, và vấn đề về DPI anh em à. Nếu anh em muốn mình sau DPI thì anh em hãy cho mình xin một like một đăng ký nha anh em. Gọi anh em comment dòng máy của anh em mà mình sẽ làm DPI bộng này kia nha anh em. Và nếu anh em muốn mình sau DPI của mình thì anh em hãy like và đăng ký và comment lại. Anh em muốn xem thì mình sẽ làm cho video lần sau nha anh em. Ok. It's too